Alo, bạn có phải là Huỳnh Thị Ngọc Thắm không? Mình chỉ xin bạn mấy phút thôi. Đó là cho mình hỏi là dạo này bạn có đang giận gì ai không? Giận dỗi á? Không, tại vì có một bạn muốn nhờ mình gửi lời xin lỗi tới bạn. Bạn có thể cho mình biết đó là hiện giờ bạn đang giỗi bạn nào không? Cò hả? Cò hả? Chết rồi, nhầm người rồi. Bạn nè, ủa dạ bạn biết bạn Hàn Minh Quân nhầm người rồi hả bạn? Dạo này bạn giận nhiều người ghê á. Đây không phải là bạn cò, bạn không không gửi lời xin lỗi tới bạn, nhưng mà bạn bạn này bạn tên là cua. Bạn cua muốn nói là nếu cua có lỗi gì thì cho cua xin lỗi, chứ cá đừng có im lặng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, cua vẫn luôn tin tưởng và luôn luôn yêu cá mà. Nói chuyện lại với cua nhé. Ủa vậy bạn không giận, vậy bạn không giận bằng cua hả? Vậy là bạn bạn cua đa tình rồi. Với lại là chắc là nhân dịp này bạn cua cũng muốn nói là bạn cua luôn luôn tin tưởng và yêu bạn á. Bạn có thế đó là mình hỏi cái này hơi riêng tư tí, nhưng mà bạn có thích bạn cua không vậy? À không, không sao đâu, bạn không trả lời cũng được, không sao đâu. Ok, bạn nhé, có gì thì dù gì thì bạn cô cũng đã thay thông qua chương trình gửi lời tới như vậy thì có gì thì bạn nói chuyện lại với bạn cô nhé, đừng để bạn cô buồn nhé. Ok, bye bye em. Trời ơi, tôi phải gọi điện lại cho bạn cô. Alo, bạn có phải là bạn cô không? Nãy giờ bạn có xem stream của mình không? Rồi xong, vậy là bạn lỡ mất đoạn bạn Thắm nói chuyện rồi. Bạn Thắm nói là bạn Thắm chị đang bực mình chuyện chuyện riêng à, bạn Thắm không muốn nói chuyện với ai hết chứ không phải là bạn Thắm giận bạn đâu. Bạn Thắm đang giận bạn Cò. Mình không biết bạn Cò là bạn nào, nhưng mà mình cũng có gọi điện cho bạn Thắm rồi, mình nói rồi, mình nghĩ là chắc là tối nay bạn cứ PM nói chuyện với lại bạn bạn Thắm đi nhé. Ok, bye bye em. Chuyện tình bờ ao.